hàng về nhiều khi không dám tăng luôn á, tại vì biết sao không, không có đủ hàng để chia cho mọi người đó. Hàng Thái Lan chính hãng 100% nha mọi người. Này là size hôm nay nó sẽ về size 157 và 184, mà do mình bán sỉ không à, nên là mình khui cái hộp ra thì nó sẽ xấu cái sản phẩm của mọi người, nên mình để lại luôn thôi nha. Thì cam này mọi người cũng đã biết rồi nè, cái này là 184 với 157 nha. 157, 184, 157. Trước là gọi đó là đĩa, sau là đùm. Còn anh em nào muốn mua đùm đùm thì mua 157, 157 nha. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Cam này thì cho nó không có bị sét như mấy cái cam bình thường nha. Chính hãng 100% Thái Lan, chứ Thái Lan mới chứ tiếng Anh không à. Anh em nào biết thì anh em có thể về dịch Google của mình nha. Mình đây mình cam kết cho mọi người là 100% hàng chính hãng Thái Lan nha. Anh em nào mua sỉ thì inbox ngay chứ là không là hết hàng liền á nha.